Hạnh phúc sinh ra từ một tinh thần thanh tĩnh. Một lần nọ, cách đây vài năm, khi tôi có buổi nói chuyện ở San Francisco, có một người đàn ông đang rất khốn khổ và tuyệt vọng vì công việc kinh doanh trì trệ của mình đã tìm đến gặp tôi. Ông ấy là tổng giám đốc của một tập đoàn có tiếng. Trong thâm tâm ông, đầy ắp sự oán giận đối với phó chủ tịch và chủ tịch tập đoàn. Ông cảm thấy rằng việc họ phản đối lại những ý tưởng của ông đưa ra đang khiến cho tập đoàn rơi vào chiều hướng tồi tệ. Lợi nhuận và thị phần của tập đoàn đều bị sụt giảm. Giá cổ phiếu của công ty cũng đang tuột dốc. Tất cả những điều đó đang khiến ông lo lắng cùng cực. Sau khi trò chuyện với tôi thì đây là cách ông ấy đã giải quyết vấn đề kinh doanh của mình. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên ông làm là lặng lẽ khẳng định chắc chắn những điều này. Tất cả những người đang làm việc trong tập đoàn của chúng tôi đều là những con người trung trực, chân thành, hợp tác, đáng tin cậy và đầy thiện ý. Họ đều là những mắt xích trí tuệ và tinh thần trong toàn bộ dây chuyền phát triển, thịnh vượng và thành công của tập đoàn này. Tôi luôn luôn thể hiện tình yêu thương, sự thuận hòa và mọi tình cảm tốt đẹp trong tư tưởng, lời nói và hành động của mình đến với hai đồng nghiệp của tôi cũng như tất cả mọi thành viên khác trong tập đoàn. Chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn của chúng tôi vốn đã được dẫn dắt kỳ diệu trong mọi công việc của họ, trí huệ vô lượng của tiềm thức. Tôi sẽ thực hiện quyết định thông qua tôi. Trong mọi giao dịch kinh doanh cũng như trong các mối quan hệ giữa tôi chỉ có những hành xử đúng đắn mà thôi. Thanh bình và hòa hợp là những điều ngự trị cao nhất trong trí óc và trong trái tim của mọi người trong tập đoàn, kể cả chính tôi. Từ bây giờ, tôi sẽ luôn bước vào ngày mới với đầy ắp niềm tin, quyết đoán và sự kỳ vọng. Nhà quản trị kinh doanh này đã tâm niệm sâu xa như thế vào 3 lần mỗi buổi sáng, cố gắng cảm nhận sự hiện hữu của những gì ông quả quyết. Bất kỳ khi nào những ý nghĩ sợ hãi hoặc giận dữ len lỏi vào tâm trí của ông trong ngày, ông lại tự nhắc nhủ mình rằng sự thanh bình, hòa hợp và điềm tĩnh luôn luôn chi phối tâm trí của tôi mọi lúc, mọi nơi. Khi ông tiếp tục dẫn dắt tâm trí của mình theo cách này, tất cả những ý nghĩ có hại đều không còn xuất hiện nữa mà chỉ còn cảm giác thanh thản ùa vào trong tâm trí của ông. Vậy là theo cách này, ông đã gặt hái được rất nhiều kết quả tốt đẹp. Sau đó, ông đã viết thư kể cho tôi rằng chỉ sau khoảng 2 tuần ông điều chỉnh tâm tưởng của mình vì chủ tịch và phó chủ tịch đã gọi ông đến văn phòng khen ngợi cách làm của ông và những ý tưởng hữu ích mới mẻ của ông, cũng như bày tỏ rằng họ đã may mắn đến mức nào khi có một tổng giám đốc như ông. Ông ấy đã hết sức hạnh phúc khi khám phá ra rằng con người ta sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay từ chính bản thân mình.